Radio Sung San. Ngày 25 tháng 10 năm 2020, phát thanh viên Trân Châu. Thân chào các bạn, trong những ngày miền Trung ruột thịt đang quằn mình trong cơn bão lũ, hẳn các bạn đều góp sức góp của, không nhiều thì ít để chia sẻ với đồng bào ruột thịt. Thì chủ đề kỳ này của Radio Xương Xanh cũng nói về đất nước ta với tên gọi Ba Miền. Chương trình Radio Xương Xanh kỳ này có các bài như sau. Thứ nhất, một đoạn văn gồm bài Yêu Tiếng Đẹp Miền Nam, trích từ Facebook Trịnh Anh Khôi. Kế tiếp là bài Sài Gòn Tánh Kỳ từ Facebook Trần Hoàng Khánh Dân. Một chút đặc trưng về ẩm thực Ba Miền với bài Ẩm thực Ba Miền có gì riêng biệt của trang website nhà hàng.vn. Một thơ có bài Con Gái Ba Miền của nhà thơ Bùi Chí Vinh. Thứ hai, một chuyện đời chuyện nghề kỳ này là cuộc trao đổi giữa Trân Châu và anh Trần Hữu Hiệp về một số tính cách của người dân Ba Miền. Nào, mời các bạn cùng khám phá và yêu thương các vùng đất trên quê hương nhé! Bạn văn. Mở đầu một bản văn, mời các bạn nghe bài Yêu Tiếng Đẹp Miền Nam của tác giả Trịnh Anh Khôi. Yêu Tiếng Đẹp Miền Nam. Ai hỏi tôi trong tất cả các phương ngữ của hàng chục tỉnh miền Nam từ trước đến nay, ở đâu người ta nghe nói thấy sương tai nhất thì tôi, dẫu là dân Bắc Kỳ không nho nhỏ, chính cống, vẫn trả lời đó là tiếng nói của người Sài Gòn. Bất cứ ai từng đến Singapore và có dịp nói chuyện trực tiếp với người dân ở đó, không cần tin ý lắm, cũng nhận thấy họ đang đệm cái từ là vào cuối một số câu trả lời mang tính khẳng định hay phủ định. Did you say dinner? No la. Heard that you are not going well? Yes la. Một kiểu Singlish rất đáng yêu, dù những người nói thạo tiếng Anh của nơi xứ quốc đảo và nói đúng giọng English là vô số. Nhưng dẫu họ có lưu loát đến mấy, dứt khoát một đôi lúc nào đó cũng vẫn thấy là, thậm chí còn đem thêm lèo hồ, dùng nằm trong ngôn ngữ phổ thông vào tiếng Anh mới khiếp. Did you finish your homework? Yes, lèo. Are you feeling well? No, hồ. Không sao cả, vì nếu nhìn ngược về xứ Việt, tiếng Anh của người Sing phải gọi tiếng miền Nam của dân Việt mà tiêu biểu tiếng người Sài Gòn là sư phụ. Là cái cách mà người ta nói vô vàn những từ điểm khác nhau vào cuối câu ở nơi này, nghe sao mà phong phú và thu hút đến kỳ lạ. Hàng mấy chục từ cá thái, như thế thì phải la hay lèo hay hô hồ của người Singapore nào có thâm gì. Về tiếng nói của người miền Nam, các cây bút kiệt xuất cỡ Trương Vĩnh Ký, Dương Hồng Sển, Nguyễn Hiến Lê hay Sơn Nam Bình Nguyên Lộc cũng từng đưa ra một số định nghĩa khác nhau rồi. Ở đâu đó, ông già Nam Bộ Rặc, ngày xưa ông từng có mấy lần đến nhà tôi chơi, nói chuyện với ông già tôi, là nhà văn Sơn Nam có viết, phương ngữ Nam Bộ là của tiếng Việt, được cư dân người Việt sử dụng tại khu vực Nam Bộ Việt Nam. Nó có cách phát âm, từ vựng, cách sử dụng từ ngữ khác biệt khá lớn so với tiếng Việt ở các khu vực khác. Theo lời ông, kể từ khi chúa Nguyễn Hoàng vào đàn trong bắt đầu một thời kỳ Nam tiến để mở mang bờ cõi, cư dân Việt từ miền Bắc và miền Trung cũng di cư theo vào, do điều kiện trong lúc họ tiếp xúc văn hóa cũng như bị thuần hóa về địa lý dùng cư dân bản địa, tiếng Việt ở khu vực này quân tổ từ nhiều nguồn đã dần thay đổi. Trước nhất, cách phát âm thay đổi nhiều, hoạch thành hoạch hay ọt.
âm V thành âm nửa giờ, nửa giờ. Âu thành ao hay an thành an. Nhiều từ đã bị đọc chệch đi do quý kỵ các vua chúa nhà Nguyễn. Hoàng thành Bình, cảnh thành kiển, kính thành kiến, qua thành quê. Một số từ vựng tiếng Khmer cũng được dịch quá dần như xoài, bò hóc, ghe, ghe ngò, giỏ lãi, bà khía. Nhiều từ tiếng Hoa của lưu dân Quảng Châu Phúc Kiên tại chỗ cũng được mượn âm như tẩy, tức là ly nước đá, chà phô, xì dầu, xí quách, bò bía, chê, hia, lì xì, sến sáng, bạc xỉu, ha cạo, xa xiêu. Rõ rệt nhất, trong năm thanh, người miền Nam không phân biệt được hai thanh hỏi và thanh ngã. Và có lẽ đó chính là điểm khởi đầu cho việc viết sai chính tả lâu dài về sau. Mà không ai muốn, nơi không ít người sinh trưởng ở miền Nam, thậm chí mãi từ Quảng Bình, Nha Trang hay Quy Nhơn đổ vào. Trong đó cũng phải kể đến một ổ các ông anh và các bà chị đang yêu quý của nhóm chúng tôi. Ôi thôi, hỏi già ngã, rồi không xê hay có xê, an hay an, hát thành quờ, ương hay ương, hoặc thậm chí mấy anh chị ấy còn tự sáng tác ra bao nhiêu từ ngữ không hề có mặt trong từ điển tiếng Việt nữa. Viết mà không xem lại, đâm ra đã nhìn thấy qua thê thảm. Góp ý ở đây là thật lòng, xin đừng ai giận hay chọi gạch. Dù có khi tôi nhìn thấy nhiều anh chị đã viết sai thành hệ thống, tuổi càng lớn càng khó sửa, lại thêm tự ái dồn dập nữa, đâm ra càng sai xa qua từ nguyên bản. Tiếng Việt là thứ ngôn ngữ cực khó, viết cho đúng không phải chuyện đùa. Giá chăng vì nó quá đẹp nên chuyện viết sai nó là rất không nên. Và tôi cũng rất hiểu, xin nhắc lại là không một ai muốn viết sai cả. Nhưng tôi để ý thấy có nhiều anh chị viết tiếng Anh hay tiếng Pháp là em phải cáp, khi quay lại tiếng mẹ đẻ cứ sai chính tả nhãn sĩ, cũ thành cũ, hữu thành hữu, tỉnh lại thành tỉnh, ngã lại thành ngã, quay mũi thành ra ngoài mũi. Qua cả mặt mà góp ý theo theo kiểu xa xa hoài cũng thấy ngượng với chính mình, vì người ta cứ hồn nhiên viết không chuẩn như thế dài dài. Tôi thành thật xin lỗi. Nhưng bài viết này chỉ muốn nói về những từ đệm kiểu la của người sinh trong tiếng Việt, nhất là trong ngôn ngữ nói của người Sài Gòn. Ông bác tôi này đã khuất. Tôi nhớ hồi ông còn sống, ông già tôi hay đem tôi đến nhà ông chơi, nằm trên đường Cách Mạng thời trước, tức là đường Nguyễn Văn Trỗi bây giờ. Ông làm trong ngành quan thuế, hằng ngày phải tiếp xúc với biết bao nhiêu là dạng người hay hạng người luôn đến gặp mình để xin xỏ tại quan hệ hay lo giấy tờ và đóng thuế phí gì đó. Chợt một hôm nhớ lại rằng ông từng bảo ông già tôi, chú biết không, sao mà anh mê tiếng người Sài Gòn quá. Mê nằm trong nghĩa ông đã dẫn ra tới cả chục thứ tiếng đệm của người miền Nam. Cứ cho là người Sài Gòn là một đại diện uy tín như đa, ngang, cà, hèn, ha, he, hay hén, trong khi ông là dân gốc Bắc thư thiệt, quên thư thật. Lâu qua rồi, những từ đáng yêu đó đến giờ vẫn còn truyền đời. Tôi có để ý, người miền Bắc sau năm 1975, về sau này, dẫu có thấy vuông ngậm mấy từ ngữ đệm kiểu mới như về, tức gì, nhễ, tức nhĩ, nhơ, tức nhe vào Nam, chứ mình cũng đã nghe hàng bao nhiêu người chuyển cư từ phía Bắc vào, bỗng tự dưng vào một ngày đẹp trời lại nói đệm vào câu của mình hàng loạt những đa, ngang, cà, hen như kể trên, nghe rất lạ tai. Họ vẫn nói tiếng dùng miền ngoài kia, nhưng trong rõ là họ đang nói đệm rất nghiêm túc, kể cả khi nói vậy thành dễ hay và thành già. Chỉ có điều, không bao giờ họ có thể nói theo một điệu cách khó quên và đặc trưng như người miền Nam gốc được. Hoặc cứ ngỡ là nói theo cách rất bình dân, dễ hiểu, nhưng lại phân tích cực khó như với tiếng miền Nam gốc. Thật thế, bạn cứ ngẫm xem, món này ngon ha, món này ngon hát, món này ngon ăn ăn, món này ngon dữ đà, món này ngon nhà, món này ngon nhà mày, món này ngon quá, món này ngon cả, món này ngon hè. Xem thầy dông dao ở chỗ nào và khác ở chỗ nào.
Một bậc trí thức nào đó có thể nói người miền Nam từ lâu đã có xu hướng đồng nhất hay đánh đồng các chữ cuối từ trong lúc nói kiểu ít giống như ít, bánh ít, bánh ít, út giống út, em út, em út, hay in thành in, nhà in, nhà in, rồi un thành un, lạnh run, lạnh run, hoặc ban phân biệt S với X, R với G, hay G với T, với Ch. Nhưng cũng khoan nói tới chuyện ai trong bài này đã, mà cứ đa, ghen, cả, hen là đủ dở đầu. Ông bác mà tôi kể ở trên, tên ông ấy viết 100% đúng là rượu. Với người miền Bắc thì hay có xu hướng sẽ đọc thành diệu, trong khi người miền Nam sẽ đọc thành diệu. Như một số dùng ở đâu đó thuộc miền Tây sông nước, và dứt khoát phải đọc thành âm R rõ rõ là rượu, dù âm nặng sẽ khác hẳn với người Bắc như với người Sài Gòn, đúng là tọt mồ hôi rang. Trong muôn nghìn cái khó như thế, muốn biết người Sài Gòn ăn nói theo kiểu chim khôn quen tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói rõ ràng dễ nghe ra sao, có lẽ chúng ta cứ nhắm mắt lại tưởng tượng ra cách nói chuyện với chất giọng tuyệt hảo của 102 của bà Tu Trinh quá lừng danh trong làng kịch nghệ và điện ảnh ngày trước, hay với giọng đọc chẳng lẫn vào đâu được của bà Mai Liên trên đài truyền hình tại Sài Gòn trước 1975. Đó mới chính là giọng nói của người Sài Gòn đã được trao chuốt, tưởng thành, chắc chiêu, mài dũa và nâng niu trong hàng loạt kho tàng ngôn ngữ dân gian miền Nam vốn hào sảng, hồn hậu mà phong phu vô biên, để gom vào cùng với cái thứ tiếng miền Nam nhẹ như không, thanh tao nhũ nhặn như khi cần, cũng biết đôm đốt, bóp chát, thẳng thắn mà nói văn mạn ra hết. Nói ngọt ngào kiểu mía lùi là văn hoa, âu yếm gọi người ta là cưng, ở cái xứ sở Ngọc Châu cũng văn hoa, mà văn tục hay chửi tục, tôi đọc trong sách của nhà văn Đoàn Giỏi hay Bình Miễn Lộc cũng văn hoa, trong khi chửi kiểu Duyên Anh trong các tiểu thuyết của ông vẫn là mang hơi hương miền Bắc. Quá là những từ đệm của câu kiểu Sài Gòn hay miền Nam đó đã đi cùng với tôi khi tôi học tiểu học và tới tận bây giờ online. Cho nên không khó hiểu khi thấy một anh trai Bắc lấy một cô gái miền Nam người Sài Gòn con của họ, hoặc sẽ nói một tiếng Bắc lơ lơ, nhưng trên 90% sẽ là nói theo giọng người mẹ ịn hệt, không chủ quan khi nhắc về khái niệm này. Và vẫn biết là quá khó, nhưng mong các anh chị hãy phân biệt kế hoạch trong khi nói thành kế hoạch, trong khi viết hãy tấp bạch và tẹt, trong nói và hụt tẹt trong việc, thậm chí có ông còn viết là quà tẹt. Xin nhớ giúp vốn liếng từ ngữ tiếng Việt, mình không có từ tài tử dâu ngã mà chỉ có tài tử dâu hỏi mà thôi. Cái tài tình của tiếng miền Nam là vậy, từ tài tử vốn có gốc là tính từ, nghĩa là nghiệp dư, đối chọi với từ chuyên nghiệp. Khi vào Sài Gòn chẳng biết ai đã biên để nó thành danh từ, có nghĩa là diễn viên. Rồi qua bao năm tháng, chắc nhiều người sẽ đồng ý với tôi rằng hằng hà xa xôi từ khác, từ cái tài của bao nhiêu người có nhiều chữ nghĩa ở Sài Gòn thời trước đã trở thành bất tử, dù ở thời buổi này người ta có ít nhắc đến chung hơn, như chớp bóng, nhật trình, giáo sư theo nghĩa ngày trước, trạng sư, thầy cãi, thầy chùa, kỷ lục, kịch vụ, hy trường, túc cầu, vũ cầu, tá viên, hữu nội, tá nội, tá vệ, hữu vệ, tùy phái, thừa phát lại. Từ này mới thật là bình dân mà bi hiểm số 1. Hai chánh lục sự và vô vàng thứ từ ngữ khác nữa, mà là tài tử lại dấu hỏi chỉ là một ví dụ qua nhỏ. Thử nghe những câu này, hổm rài mày có đi coi đá banh bóng mày. Bữa qua, tao tới sân Cộng Hòa, coi hoàng thê đá với cảnh sát quốc gia hay quá trời luôn nha. Coi, cha Tam Lan chơi trung vệ mà hào quê chắc cố giữ, làm cha cù sinh mắt phát khùng nghe mày. Coi bộ chả không có tài thánh nào mà thoát khỏi cha kia, nhìn mắt cười muốn chết. Mà cha cụ Hè nữa, chả cứ nhẹ bóng mát bên phía khán đài A mà trốn vô đó, nên không đỡ đần gì cho cụ sinh nổi. Rầu quá,
mà sao chả làm biến vậy cả? Cà dây mà, ai mà chịu cho nổi á hả mày? Miễn phiên dịch thêm, ai hiểu sao thì hiểu. Cho nên dù là chuyện cũ rồi, tôi vẫn không ưa nổi những người chưa từng dành ra khoảng 15 phút nào đó để hiểu xem người Sài Gòn cũng như người miền Nam đã, đang và sẽ nói trong đời sống hàng ngày như thế nào cho đến nơi đến chung. Nên mới có chuyện đề nghị quái đản viết giáo dục thành giáo dục, trong khi người Sài Gòn họ nói âm giờ theo kiểu khác, dễ thâm lắm. Sau cùng, cứ thế này cho rõ chuyện, muốn ăn hột vịt lộn, luộc làm hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn, lại làm hột vịt lạc, lộn hoài hột vịt lộn. Hoặc lão Lý làng lăng lên lò lấy lòng lợn 5 lần liền. Cứ nói vậy đi, một số người Bắc không phân biệt được L và N, nói sao còn người Sài Gòn nói sao. Một dạo, bài viết trên Facebook của tác giả Trần Hoàng Khánh Dân nổi đình đám là bài Sài Gòn Tánh Kỳ, kể về lòng tốt đáng yêu của Sài Gòn. Nay chúng tôi xin đưa lại để các bạn lại được dịp tủm tỉm cười về cái sự nghĩa hiệp phóng khoáng của người Sài Gòn. Sài Gòn Tánh Kỳ. Con nhỏ hỏi dĩ cơm nhiêu, bà kêu 25.000 nha. Cái nó biểu bỏ bớt thịt ra được không đi, con không đủ tiền. Cái bà hỏi chứ mày có nhiêu, con nhỏ kêu dạ 20.000. Bà khoát tay, xời thì ăn đi, mau trả tao sao. Sài Gòn Tánh Kỳ. Thằng sinh viên ra chợ hỏi mua cá, chị bán cá hỏi em ở ngoài mới vô học ha. Thằng nhỏ dạ, cái chị kêu thương ha, vô mình ơn ha cưng. Mốt mua gì nói chị chỉ cho mua cho ngon nha không. Cá của cưng nè, đưa 10.000 được rồi, mai ghé nha. Sài Gòn Tánh Kỳ. Lai xe buýt lương tháng nhiều không biết, nhưng cứ để ngay cửa lên cửa xuống cái rổ nhỏ nhỏ, có tiền lẻ, có kẹo hay bao ni lông cho ai cần thì lấy mà xài. Mà kỳ hơn là không cho ai bỏ vô thêm, bao động thấy ơn. Sài Gòn Tánh Kỳ. Đi Thảo Cầm Viên chơi, thấy cái bà kia bà khùng muốn chết, bán đồ không lo bán, tối ngày đi cho mấy con sóc ăn. Chắc bà giàu lắm hả, nhìn mấy con sóc chạy lon ton theo bà thấy cũng cưng. Sài Gòn Tân Kỳ. Đi một khúc là thấy nước uống miễn phí, đi một khúc là thấy bánh mì miễn phí, lâu lâu lại thấy cắt tóc miễn phí cho người nghèo, trẻ lang thang hay đánh giày sửa giày miễn phí cho người bán vé số, người già neo đơn, làm như dư tiền quá không biết làm gì hay sao á hả. Sài Gòn Tân Kỳ. Tết nhà người ta đông thiệt đông, vui thiệt vui, Tết Sài Gòn vắng què. Một hai bữa đầu thấy thích thích, gì chạy sương sương, bữa sau bắt đầu thấy buồn buồn, thấy nhớ cái đặc sản kẹt xe, nhớ mấy xe hủ tiếu gõ, nhớ luôn mấy tiếng lạch tạch, lạch sạch, cạo gió, giặt hời. Sài Gòn kỳ lắm, đi xa dài hôm là nhớ, mà cái nhớ Sài Gòn nó cũng kỳ lắm luôn. Nên mới nói, đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và anh. Nói về Sài Gòn nhiều rồi, bây giờ nói về cả ba miền. Đây là một số khác biệt về cái ăn cái uống ở ba miền qua bài viết của một trang mạng nhà hàng. Ẩm thực ba miền có gì riêng biệt? Việt Nam hình thành và phát triển trong một quá trình lịch sử đấu tranh dài của dân tộc. Lịch sử tạo nên một đất nước với ba vùng miền rõ rệt, miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Mỗi vùng miền lại quy định nên những đặc điểm, thói quen khác nhau trong sinh hoạt ăn uống, vui chơi, trong đó có đặc điểm riêng về ẩm thực. Ẩm thực Việt Nam chính là cách gọi của phương thức chế biến món ăn, nguyên lý pha trộn gia vị,
và những thói quen ăn uống nói chung của người dân đất Việt. Ẩm thực Việt Nam mỗi vùng miền tuy có sự khác biệt, song vẫn bao hàm ý nghĩa khái quát để chỉ tất cả những món ăn phổ biến trong cộng đồng người Việt. Việt Nam là một nước nông nghiệp, khí hậu nhiệt đới gió mùa. Chính các đặc điểm về địa lý, văn hóa, dân tộc, khoa học đã quy định những đặc điểm riêng của ẩm thực từng vùng miền. Mỗi miền có khẩu vị đặc trưng, điều đó góp phần làm ẩm thực Việt Nam phong phú, đa dạng. Đây là một văn hóa ăn uống, sử dụng nhiều loại rau, luộc, xào, làm dưa, ăn sống, nhiều loại nước canh, đặc biệt là canh chua. Số lượng các món ăn có dinh dưỡng từ động vật được dùng khá phổ biến, nhất là thịt lợn, bò, ngan, vịt, các loại tôm, cua, cá, ốc, hến, trai, sò. Những món ăn chế biến từ các loại thịt ít được phổ biến hơn như thịt cho, thịt ba, thường không phải nguồn thịt chính, nhiều khi được coi là đặc sản và chỉ được sử dụng trong một dịp liên quan nào đó như rượu uống kèm. Ngoài ra, người Việt có một số món ăn chay khác của các nhà sư trong chùa hoặc của người bệnh phải ăn kiêng. Mặc dù có những nét chung nhưng ẩm thực Việt Nam cũng có những nét riêng khác biệt ba miền. Ẩm thực miền Bắc không đậm các vị cay, béo, ngọt, chủ yếu sử dụng nước mắm, mắm tôm, sử dụng nhiều món rau, các loại thủy sản nước ngọt như tôm, cua, cá, trai, hến. Ẩm thực Hà Nội được đánh giá là tinh hoa ẩm thực của miền Bắc với những món phở, bún chả, bún thang, các món quà như cốm dòng, bánh cuốn thanh trì và gia vị đặc sắc như tinh dầu, cà cuốn, rau húng láng. Ẩm thực miền Nam chịu ảnh hưởng của ẩm thực Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan có đặc điểm thường cho thêm đường, nước cốt dừa và miền Nam có vô số các loại mắm khô. Ẩm thực miền Nam sử dụng nhiều đồ hải sản hơn miền Bắc và rất đặc biệt với những món ăn thời khẩn quan như chuột đồng khía nước dừa, dơi quả hấp cháo, rắn hổ đất nấu cháo đậu xanh, đuông dừa, đuông đất hoặc đuông chà là. Đặc sản miền Trung, những món ăn cay và mặn hơn đồ ăn miền Bắc và miền Nam. Màu sắc được phối trộn phong phú, rực rỡ thiên về màu đỏ và nâu sẫm. Các tỉnh thành miền Trung như Huế, Đà Nẵng rất cầu kỳ trong chế biến và trình bày món ăn. Đến với ẩm thực ba miền, du khách có dịp khám phá, thưởng thức vị ngon của ẩm thực dân tộc Việt và nét khác biệt trong ẩm thực của ba miền. Bản thân mình chưa có dịp ra miền Trung nhiều nên chưa thể nhận xét được, còn đã có dịp ra Hà Nội và vài tỉnh phía Bắc. Như năm ấy các bạn ở Hà Nội kinh hoàng khi thấy mấy người nam xin một cái ly mũ, vì gọi theo tiếng Bắc là cái cốc nhựa thì mới không hiểu lầm ý. Một lần ra Bắc vào dịp Tết, mới biết những ngày Tết, các nhà ở Bắc không dùng cơm mà ăn bánh chưng với nhiều món Tết truyền thống như thịt đông, giò chả. Năm ấy hai mẹ con mình được chủ khách sạn mời ăn miễn phí, và khi đi Vịnh Hạ Long về dọc đường, ghé vào một quán ăn ven đường, chủ nhà nói, lẽ ra hôm nay quán chúng tôi chưa mở cửa, nhưng vì biết khách đi xa nên xin có gì chọn đấy. Và đó là một bữa cổ Tết khá ngon, có món gà sáng lá chanh lạ miệng rất ngon. Lại một lần nọ, một nhóm đi tập quân ở Hà Nội ở khách sạn, khi ăn sáng nói với em phục vụ mang ra dùng chai nước tương, thì em mang ra chai tương đen ăn phở. Biết là bất đồng ngôn ngữ rồi, một anh trong đoàn dội sổ liên tu là tạo dị yếu má si xì dầu, em hiểu được tiếng nào thì đem ra đi. Vào thập niên 90 thế kỷ 20, người Bắc thấy người Nam run cầm cập vẫn gọi cho tụi ly trà đá. Khi ngoài ấy chưa quen uống trà nóng, nay các quán ở Bắc tỉnh nào cũng đều có bán trà đá. Bạn Văn mời các bạn nghe bài thơ Con gái ba miền duyên dáng hài hước của nhà thơ Bùi Chí Vinh.
Con gái ba miền Bùi Chí Vinh. Gái Quế, con gái Quế rất khó chơi, ta dân Nam Bộ thông lời dỗ hô. Khó chơi vì hát như ru, nói như chim hót, bước như rắn trường. Cổng lại thì thành văn chương, trừ ra thì dễ bất thường động tâm. Sơn bất thận, tủy bất thâm, lên núi ngự môi ân thầm sống hương. Ta từ xưa thích du dương, ưa trèo núi khoai bơi xuồng lội sông. Giang hồ một phút yêu lòng, kêu lên hai tiếng mặn nồng quê ơi. Dù các em rất khó chơi, nhưng ta cũng thử ngỏ lời bốn ông. Chắc cô gái Quế nghe không, kêu thêm tiểu muội đến bồng ta đi. Gái Bắc, con gái Bắc rất chịu chơi, ta dân Nam Bộ ngỏ lời cầu hôn. Chịu chơi chị lắm hồi môn, chẳng hạn răng khểnh, má tròn đồng xu. Chưa kể con mắt tiểu thư, giang đi công chúa lời ru thiên thần. Ta thường dễ động lòng trần, thấy con gái đẹp manh tâm ngó hoài. Chắc em mình hạt sương mai, thập cao vẫn nhớ mọc gầy vẫn thương. Chanh chua vẫn ngọt như đường, nói xạo cách mấy vẫn tương tư hoài. Nhớ nhau lội hết dành tay, lõm hai con mắt lồi 10 ngón chân. Em tên Bích Thảo hay Dung, hay Loan quanh yên có lần chịu chơi. Từng yêu khi mới chào đời, đêm nay gọi các em ơi ta buồn. Hà Nội bấm sao phố phường, ngó môi em hết nhớ đường về Nam. Gái Nam, con gái Nam rất ham chơi, ta dân cùng xứ ngó lời biểu dương. Ham chơi đến lúc lên giường, em còn xuống giọng cải lương rất mùi. Sáng đèn nhớ lúc tối thui, vào sáng em nhớ khoai lùi dính tro. Các em như miếng cá kho, ngó vô đã thấy cắn vô thấy bà. Cắn vô xương gỡ không ra, trừ khi trình diện ông già của em. Lên Đồng Nai xuống Long Xuyên, các em má lúm đồng tiền bắt ham. Chỉ người điên mới không tham, ta tỉnh ta muôn gỡ làm giống riêng. Kể đồng tiền trắng hay đen, ngày ta bỏ túi đợi đêm bỏ mùng. Các em mới liếc đã khùng, hèn chi thi sĩ anh hùng phải tiêu. Mỹ nhân nghĩ thiệt trơ trêu, xưa nay danh tướng biết điều dư cơ. Dòng Bến Tre bọc Cần Thơ, ở đâu ta cũng chon giờ cơ quan. Nước giờ em tắm thả vàng, ta vô đàng hoàng cũng lén rình coi. Trình coi con quả kêu rồi, quả kêu nam đau, nữ ơi đề phòng. Phải không đạo cúc thu hồng, ta trai khác họ đem lòng mà nhớ thương. Chuyện đời, chuyện nghề. Một chuyện đời, chuyện nghề kỳ này, sư huynh Trần Hữu Hiệp có một bài phân tích rất duyên và sâu sắc về tính cách ba miền, để rồi rốt cuộc ta sẽ hiểu nhau, yêu mến nhau thêm, chứ không phải nói xấu nhau đâu nha. Như anh đã từng trải nhiều, gặp gỡ nhiều, thì anh thấy tánh người Nam, nhất là người Sài Gòn, nó có cái gì đặc biệt? Thì nó có cái sự khác biệt, mà cái sự khác biệt đó thì nó không phải là tốt hay xấu, mà sự khác biệt đó trước sau nó do cái thổ nhưỡng, do cái lịch sử, nó quy định, thành ra mỗi một vùng nó còn có mỗi một cái khác nhau. Và nếu bây giờ mình nói về cái người miền Nam mình trước đi, cái người miền Nam của mình á, thì là cái mà mình làm cho mình thích nhất á, là cái thiệt tình, cái thực tình đó. Là nếu mà nói hai vùng kia đó, thì miền Nam mình là thực tình, miền Bắc á, thì là thực, còn miền Trung á, là thực tế. Bây giờ anh nói miền Nam trước, cái thực tình á, là mình á, là bộc trực, có gì nói đó, thậm chí là phổi bò. Và cái thực tình của mình nó còn nằm ở cái chỗ là ít có cái
cái so kẻ chi ly, không có tánh tình nó thoải mái. Thì cái đó là cái đặc biệt thứ nhất mà anh thích. Tất nhiên là tại vì mình là người nam thành ra mình thích cái đó. Cái điều thứ hai á là cái việc mà gọi là ông bà mình nói là tử tế. Tử tế có nghĩa là trọng nghĩa khí, có nghĩa là mình tốt với một người và không có hậu ý, không cần phải lợi dụng người đó, không cần phải biết người đó có đáp lại với mình hay không, mà chủ yếu á là cái người đó mình mong muốn cho cái người đó khi có điều kiện thì tử tế lại với những người khác. Cái chữ nghĩa ở trong cái nghĩa có nghĩa là việc nên làm á, ở trong cái dân miền Nam của mình là cái đó nó rõ lắm. Rồi về mặt mà gọi là tư tưởng á, thì cái người Nam của mình là một cái tư tưởng phóng khoáng, lãng tử, thích phá cách, có nghĩa là không có đi vô cái lề lối khuôn mẫu mà mình muốn bật khỏi cái lề lối, cái khuôn mẫu cũ ra. Có thể là do một nguyên nhân thì có thể chút xíu nữa mình sẽ nói. Nhưng mà cái anh nói thí dụ nhỏ thôi, chút xíu mình sẽ đề cập tới là cái nho nó từ ở miền Bắc khi mà đi vô miền Nam nó thay đổi. Tại vì cái người miền Nam của mình là đặc biệt có một cái là luôn luôn nghĩ đến những cái gọi là cách tân, phóng khoáng, thay đổi. Và cái phong cách của mình là phong cách lãng tử chứ không phải là phong cách của cái ông gọi là hủ nho. Một điều nữa đó là cái khi mà mình tiếp xúc cái người miền Nam của mình mà tiếp xúc với lại cái văn hóa Âu Tây sớm á, thành ra cái người miền Nam của mình á về nhận thức một vấn đề á thì cái người miền Nam mình bao giờ cái đầu óc định lượng, ví dụ như nói ra một cái á, định là bao nhiêu tiền đó, thì trong cái đầu của người miền Nam mình sẽ nghĩ ra là bao nhiêu tiền nó tương đương với lại bao nhiêu xe và bao nhiêu đại khái là đã hình dung ra cái lượng. Tại vì á, khi mà định tính mà thiếu định lượng á, là cái quyết định của mình về mặt khoa học á, nó không có chính xác. Ví dụ như anh nói cướp giật chẳng hạn, cướp giật đâu mà chả có, nhưng mà dân miền Nam mình thì mình không có nghĩ vậy. Dân miền Nam mình đấy đồng ý là ở đâu cũng có, nhưng mà có bao nhiêu, một năm bao nhiêu vụ, một tháng bao nhiêu vụ. Rồi người ta với cái dân số của mình thì như vậy á, là bên Mỹ nó nhiêu, bên Việt Nam mình nó nhiêu, vậy là Việt Nam mình ít hay nhiều. Rồi cái đó là có xu hướng tăng hay giảm, và người ta có coi cái đó là chuyện bình thường hay không. Thì trong cái người tại do khi tiếp xúc được sớm với lại cái văn hóa Tây Âu, cái người Việt Nam của mình, cái đầu óc của họ định lượng và rất là thực tiễn ở chỗ đó, nên thích cái đó. Thì thường thường á, mấy ông sau này nè, mấy ông mà nói chuyện với mình á thì hay nói theo cái kiểu là gì, chuyện đó đâu chả có, lũ lụt bên Mỹ cũng có này khi kia nọ, nhưng mà có nghĩa là người ta hay định tính và người ta xa vào một cái sai lầm là lấy cái sai chỗ này để biện hộ cho cái sai chỗ khác, để cho rằng cái đó nó đúng. Người Việt Nam mình không có chơi cái kiểu đó. Thì ra cái người Việt Nam của mình, cái người miền Nam của mình á, ngoài ra đó thì còn một cái nữa là trọng thực nghiệm, có nghĩa là học là phải hành, và người ta trọng là trọng cái chân tài thực học. Chưa biết kết quả là sao, chưa biết anh có làm quan hay không làm quan, nhưng mà nếu anh có tài, và đặc biệt là nếu mà có thêm đức, là tôi rất nể trọng anh. Chứ không có ngó mặt nhau, ngó lý lịch nhau để mà nể trọng. Thì đó là cái những cái mà anh gọi là, bởi vì mình là người miền Nam thành ra mình thấy cái đó nó hay, nó ok. Đó là ngày hôm qua tới giờ là anh ngồi anh hình dung trong đầu anh. Thì những cái tâm đắc của anh đối với lại cái người miền Nam là nằm ở những chỗ đó. Trong đó đó, cái người Sài Gòn của mình nó còn có cái gì đặc biệt nữa anh? Thì cái người Sài Gòn á, thật ra đó là người tứ xứ đổ về Sài Gòn. Em cũng thấy đó, hiện tại mình truy về cái quá khứ cuộc đời của ông bà mình ngày xưa đó, thì truy ngược lên vài đời là coi như là ông bà mình ở dưới quê hết. Thành ra người Sài Gòn á là một cái đặc biệt của cái người Nam Bộ, có nghĩa là Sài Gòn là nơi tập trung hầu như tất cả những cái người dân mà có gốc gác ở những cái tỉnh thành khác của Nam Bộ, và thậm chí cả những cái tỉnh thành khác của các miền khác luôn đó. Thành ra về mặt gọi là thích ứng với nhau, sống với nhau, hòa hợp với nhau đó, thì cái người Sài Gòn đó, người ta đại khái là người ta cởi mở, và người ta dễ bất cứ người nào vô mà gặp dân vô Sài Gòn, gặp dân Sài Gòn cũng có một cái cảm giác rằng mình sẽ rất là dễ hòa nhập vô cái nhịp ở Sài Gòn. Và khi mà họ đến Sài Gòn á, thì bất cứ họ mua một cái món đồ gì, họ đi đâu, thì
mặc dù họ là người mới tới nhưng mà họ sẽ không có cái cảm giác rằng cái người Sài Gòn nhìn họ dưới cái cặp mắt là của một cái người gọi là thổ địa mà nhìn cái người xa lạ rồi để có những cái này chi đó. Cái đó là dân Sài Gòn mình nó hay chỗ đó. Bây giờ mình nói tới cái vấn đề đó, mình thấy là ví dụ mình là người Nam thì mình thấy là người Bắc, người Trung thì mình thấy họ có những cái khác biệt nhất định, nhưng mà thật ra anh thấy thì hai miền kia nó cũng có cái gì hay. Hay chứ, những cái hay. Và cái hay đó nó hợp với cái thổ nhưỡng ở ngoài đó. Ví dụ như là anh ấy nói là thực dụng, miền Bắc là thực dụng rồi sao? Thực dụng là người ta thích ứng nhanh với cái hoàn cảnh, bất cứ lúc nào người ta cũng nhận ra được cái cơ hội rất là sớm, mặc dù người ta chưa có định lượng nhưng mà người ta cái cơ hội tới là người ta bật lên trong đầu người ta, ok như vậy là đây là cơ hội, đây là cái kẻ đây nè, đây là cái chỗ mình cần phải nhấn vô đây nè. Thì cái do cái người miền Bắc á, là họ sống gần Trung Quốc, thành ra cái tố chất đó nó đặc biệt, nó phát triển, có nghĩa là họ thấy được cái cơ hội rất là lẹ. Khi mà mình ra ngoài, cái lúc mà mình ra ngoài thì ví dụ như là có thể rằng cái thực dụng đó họ áp dụng cho mình, nhưng mà sau này thì ví dụ như là nghe tiếng Nam cái là tự nhiên họ nói ok, tính tiền mắt giá khác, ví dụ vậy. Nhưng mà sau này đó thì do cái Nam Bắc nó cũng giao lưu cũng nhiều nên ra cái yếu tố đó nó cũng bớt rồi, đỡ rồi đó. Nhưng mà rõ ràng cái đó là cái ưu điểm của họ đó, họ nắm bắt cơ hội rất là lẹ. Và bởi vì cái tính cách đó cho nên là cái miệng họ nói như vậy, nhưng mà có thể là trong bụng họ không nghĩ vậy, nó không có giống như người miền Nam là nghĩ gì nói đó. Thì đó là, nhưng mà cái đó là cũng một lần nữa anh cũng nói đó là một cái sự khéo léo, một cái sự khéo léo của họ. Còn cái người miền Trung đó thì do là con cháu của lưu dân bị khai phá, thành ra là cái người Trung đó, họ rất là thực tế. Khi mà họ và cái thực tế của họ đó là mình đó thì mình là miền Nam là thiệt tình, miền Bắc là thực dụng, còn họ thì rất là thực tế, có nghĩa là họ kiên định, kiên nhẫn. Và cái người miền Trung đó, họ nói những cái gì mà họ cảm thấy họ cần nói, không giống như người miền Nam. Không có mùi lâu mà la. Cái kia thì là nói, có thể là bụng nghĩ khác, nói một đàn khác, nhưng mà người miền Trung đó, họ sẽ nói những gì họ cần. Và ok, cho nên thường thường em nói chuyện với mấy anh mà miền Trung á, em thấy á, mấy cô thì nhỏ nhẹ thỏ thẻ thì nghe êm tai, chứ mấy anh nó nói chuyện nghe khú beo. Đó là về cái đặc điểm đầu tiên mà hai bên nó khác nhau á. Còn về cái tử tế á, thì ở miền Bắc có thể họ tử tế, có thể họ không tử tế, tùy theo họ xem mình là ai. Và trong cái thương vụ này nè, là cái họ có cái cơ may gì ở trong cái thương vụ này. Còn cái người miền Trung á thì nó là giống như cái người miền Trung họ tử tế, nhưng mà họ cũng tử tế tùy chuyện, có cân nhắc chứ không có vô tư giống như là cái người miền Nam. Còn cái việc mà gọi là cái tính cách mà phóng khoáng của miền Nam á, thì đối với người Bắc á, thì người Bắc họ có một cái gọi là thích cái bên ngoài đó, thích một cái vẻ phong lưu, thích cái phong cách, thích cái phô trương ra, thích cái sĩ diện, thích được những cái gọi là ưu tiên, và coi cái ưu tiên đó là để chứng minh cái đẳng cấp của mình, phải không? Anh là thường dân, mình này tôi là cái người được ưu tiên, tôi là con ông chú bà cậu gì đó để đi bên này chẳng hạn. Và cái khác biệt đó chính là cái mà họ muốn xô ra cái đẳng cấp của họ. Mà còn người miền Trung á thì là thích nề nếp, thích khuôn phép, thì dân tôn trọng kỷ luật mà, thì họ thích nề nếp, thích khuôn phép. Còn cái chuyện mà ở bên ngoài hay là gì đó, là cái gì dáng vẻ gì đó, đối với họ họ cũng không quan tâm lắm. Còn người mình thì miền Nam mình lại thích phá cách, tại đó tôi vậy đó, nhưng mà ai tới đâu tôi chơi tới đó, thấy tôi mặc áo rách gì đó hả, nhưng mà ông thử ông chơi tới đâu rồi là tôi đấu với ông liền á, kiểu bạch công tử á, công tử. Còn về cái mặt mà miền Nam mình á, thì thiên về định lượng á, thì người Bắc người ta thiên về định tính. Tại vì á, khi mà gọi là tính toán cân đo đong đếm á, thì họ sẽ chậm đi cái phần gọi là đánh bắt cơ hội của họ. Họ thì họ thiên về cái định tính. Còn cái người miền Trung á, thì họ tin vào bản thân của họ và họ quan tâm đến cái kết quả. Người miền Trung á, nó thẳng ra là cái gọi là nó có nhiều cái cũng rất là hay á. Thì ngoài ra còn có một cái điểm là cái miền Nam mình trọng thực nghiệm á, thì trọng chân tài thực học á, thì ở ngoài Bắc á,
người ta trọng lý thuyết, trọng địa vị, đúng, trọng đúng. Học à, vị. Có vẻ là như vậy, học vị đó, học vị đó. Còn người miền Trung thì tin vào cái năng lực bản thân, đó là cái sự khác biệt mà của ba miền. Và anh cố gắng anh hình dung ra những cái này và cho rằng những cái đó cũng chả có cái gì gọi là xấu hay là chảo gì, và đúng, tốt, đúng. Quan trọng là nó có phù hợp hay không phù hợp với lại cái điều kiện sống thôi. Và một khi mình đã đi đến một cái nơi nào đó mà cái thổ nhưỡng nó khác thì có thể là mình cần phải học mấy ông Bắc một chút, học mấy ông Trung một chút, để cho mình có thể là mình thích nghi được với cái thổ nhưỡng mà những mới của mình, không phải là miền Nam. Đó, chắc là tùy cái vùng đất thôi. Nhưng mà chẳng hạn như em có ra ngoài Bắc á, thì em cũng thấy có những người rất tốt và thiệt tình á, chứ và thiệt dầu là họ là người miền Bắc, nhưng mà quen với, chẳng hạn quen với mẹ em, có những cái người cũng rất là giữ lề lối nhưng mà tốt, nhưng mà cái cách của họ nó hiền lành và nó tốt. Chẳng hạn như thấy ở ngoài á, mấy đứa nhỏ đó nó đi ngoài đường á, rất lễ phép, hiền lành, khác hẳn với cái dụ như cái người Bắc mà vô Nam thì khác rồi nha. Em biết sao không? Sao? Nếu mà mình nói là Nam Trung Bắc không á thì nó cũng chưa đủ. Mình nói về cái gọi là thành thị và nông thôn thì ở nông thôn á thì cái sự khác biệt nhau cũng có chứ không phải không. Nhưng nó không nhiều. Còn khi mà mình đến cái thành thị đó thì những cái điều anh nói đó nãy đó nó phân hóa nó rõ ràng hơn. Chứ còn mình đi ra miền nông thôn miền Bắc, đi ra nông thôn miền Trung thì anh có cảm giác như những người đó nó cũng gần mình, giống như là cái người mà nông thôn ở Nam Bộ mình vậy đó. Họ cũng rất là nhiệt tình luôn. Họ mình nói là đây là con là dòng họ này vô Nam lưu lạc rồi bao nhiêu đời rồi đó, ra đây rồi để tìm lại rồi này kia nọ, nhờ họ giúp đỡ tìm lại cái dòng tộc tổ tiên ông bà hồi xưa, dòng họ mình ngày xưa, họ nhiệt tình của bằng tuyệt vời luôn. Thì cái nước Việt Nam của mình á, thì nãy giờ mình nói là mình bỏ cái Tây Nguyên quan bên nha, về nông thôn cái thành thị thôi, cái sự khác biệt giữa nông thôn có với nông thôn các khác, miền nó không lớn. Mà đó cái ý ra là vậy đó. Tại vì có lẽ cái điều kiện sống của người ta đó, nó cũng nông thôn thì nó cũng có tương tự nhau, thành ra người ta vẫn giữ cái tính chất phác thật thà của người ta. Đó cũng là một ý rất hay. Mà nói chuyện mà ai nói tụi bay là văn hóa tiểu nông rồi này kia nữa đó, anh bực lắm, anh cười liền. Chính những cái tiểu nông đó nó có những cái đẹp để cho những cái người dân thành thị người ta học hỏi đó. Có những cái về quê nó đáng quý chứ. Anh nói chuyện mà anh gặp mấy thằng mà gọi là khinh thường người nông dân đó, nói chuyện mà cho rằng đây là văn hóa tiểu nông rồi này kia nữa đó, là anh thấy cự lắm. mày nói đúng sai chỉ tính sao, nhưng mà mày nhìn cái người nông dân với cặp mắt khinh thường là không đúng rồi. Vậy là không đúng rồi. Hiện nay thì anh thấy là ở các miền khác nhau thì nó có cái sự coi như giống như kêu bằng nó giao thoa, nó hòa hợp hơn hồi xưa không? Thì nó giao thoa đó thì ngày xưa nó có một cái giai đoạn gọi là dân mình không có đi tới đi lui nhiều, còn ngăn sông cấm chợ. Thì mình coi miền Bắc á, là từ Hà Giang xuống tới Thanh Hóa, khỏi Thanh Hóa đến Nghệ An á, cái tiếng nói nó khác. Nghệ An coi như là Bắc của Trung Bộ á, thì Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, phía Bắc đều hải dân, là phía Bắc của Trung Bộ. Thì cái phần phía Bắc của Trung Bộ thì nó ảnh hưởng nhiều một chút về phía Bắc. Còn từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, xuống tới Phan Thiết, Phan Rang, Phan Thiết á, thì những cái vùng đó đó là cái bình nguyên nó màu mỡ hơn, đất nó rộng hơn, và những cái vùng đó nó có khuynh hướng ảnh hưởng cái miền Nam nhiều hơn. Bản thân nó đã về mặt thổ nhưỡng nó đã như vậy rồi. Sau này đó thì khi mà gọi là có điều kiện mà giao thoa với nhau đó thì dân mình bắt đầu là đi tiếp xúc được nhiều với nhau, thì mà hiểu nhau nhiều hơn, thành ra đó là có cái dịp để mà gọi là sống với nhau chan hòa hơn. Và mình họ cũng biết được là sao, dân mình á thì đều là người Việt Nam cả. Có thể nó khác nhau một chút, có thể nó giống nhau chỗ này, có thể nó khác nhau chỗ kia, nhưng đặc biệt mình là một dân tộc và có những cái ưu nhược, những cái mình nói nãy là những cái tiểu dị, nhưng bên cạnh cái tiểu dị đó mình vẫn có những cái đại đồng.
chính cái đại đồng đó, đó làm cho mình hiểu nhau và mình có thể gắn kết với nhau và giao lưu với nhau trong suốt cái khoảng thời gian mà bắt đầu mà từ hồi mà bỏ ngăn sông cấm chợ tới giờ. Hay quá, hiệp nãy giờ nhiều ý tưởng quá hay. Vậy được rồi, cảm ơn hiệp ha. Chương trình Radio Xương Xanh đến đây tạm dừng. Dự kiến chương trình ngày 1 tháng 11 năm 2020 sẽ là Từ Thiện. Chương trình Radio Xương Xanh được phát vào Chủ nhật hàng tuần trên fanpage Tủ sách Nói và Nghe, được chia sẻ với các nhóm thân quen trên Facebook và Zalo, đồng thời có trên kênh YouTube Mai Lê Trân Châu và website http://tusachnoivangnghe.com. Thân mến chào các bạn!